Lương hơi nó cao. Không trừ á, trừ. Ừ, nó cũng ok rồi. Nhưng mà lại về cái giờ mấy giờ? Về 6 giờ. Sáng. Sáng là có tắm được 9 giờ. Tắm được. Ừ. Nhưng mà ổng mệt đúng không? Nó mệt đúng không? Đúng rồi, ổng về mệt lắm. Hôm nay mình bán sức khỏe đó, nhưng mình bán sức khỏe. Mọi người chỉ bệnh thì chỉ biết là nó có cái tính chất là bị trực khí. Đúng rồi. Nên thì về là tối buồn. Sẽ xong á. Cái đó rồi. Thế còn mấy đứa mà nó làm với em á, mà nó nhát á. Đau biết đúng không? Đau hơn bệnh nhân á. Nhưng mà làm nó cũng căng đồ người mình cũng mỏi mỏi gì lắm á. Nên để vệ sinh xong nó đẩy ra, thứ hai là nó cũng xong nó cũng giúp giảm cơ đó chị. Nói chung là gì đó là nghề bỏ sức gì đó. Sức nhiều mà. Giống như massage body đó. Vô nó không bỏ rồi đó. Chồng em làm bên kia chứ. Dạo này về cũng đẹp. Có vẻ thấy sạch sẽ, xinh đẹp. Còn bên kia về giống như là người xinh đẹp ghê, mặt mắt bầm đen. Mày quá kìa. Người như tôi tạ anh. Làm nó dùng sức. Một ngày thường làm mấy khách đây? Một ngày chắc là 6 khách đó chị. Có hồn có được tầm mười mấy khách. Một mình đây mà. Không, một mình đây. Mình em làm có ngày 46 người thôi. Hết đó. Hết sức rồi. Rồi. Mà làm nó chán. Kiểu như cái xúc này cứ búp 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 này kia không có cái gì. Nó nói thiện nhãn xương cũng được xương xương thôi chứ làm chi được nhiều lắm. Rảnh. Chị là chị hồi khi em chưa đi học nghề đó là em đã biết chị cách đây mấy năm rồi chứ. Nhưng mà nó tự nhiên nó không nghĩ ra hả, nó đưa điện vòng đó. Điện vòng đó đến hồi học xong hết rồi, đến hồi làm thấy rồi bắt đầu là mới thấy là cái sức mình không thể làm nổi. Còn biết trước thì thôi nói chi em đi. Đúng rồi. Cái gì nó không vậy mà. Cái tham kiểu bệnh mọi người thì á, tâm cũng đi tâm mê đấy chứ. Lấy ngồi vô cái sức mình không thể phù hợp nổi. Mở lòng suy nghĩ lại. Mà em không, lúc mà em lựa chọn là em không nhớ là chị nha. Nhưng em xác định là em đi tìm chỗ nào để mặc á. Tại vì khi bên đó em làm á, ví dụ em làm toàn thân với lại có những người bị đau đầu thì đó thì trên đầu với mặt nè. Mấy cái nớ em làm là em thấy vừa mặt mình á, chứ còn làm ở dưới là em làm nổi. Nên bắt đầu em mới thấy là mình là chủ yếu là làm từ cỡ mặt với đầu đến đây rất có lực mình á, đi mình dài được đó. Cái suy nghĩ lại xong tìm em tra trên mạng có cái spa mặt đồ hình ảnh quá trời trời kìa. Đâu có ra cái spa của chị, không nhớ của chị luôn. Thế là cũng xin cũng buồn hai ngày á. Chắc khi rồi không biết bây giờ tìm được môn mình học mình làm đấy kìa. Cái tự nhiên tối nằm ngủ mơ mới nghe chứ. Nói ghê mày.
em kể ăn giật mình. Rồi. Như nằm ngủ mơ chị cũng ghê chứ. Mơ chị luôn. Mơ luôn. Em nói lại không nhớ ra chị, em quên chị mất luôn á. Mơ ra em kể nghe nè. Tự nhiên em mơ lại cái cảnh hồi xưa em đi cắt mặt. À, cắt cái thì trên mặt á. Đó mà hồi xưa em cắt rồi mà em bén mấy năm trời, em toàn đi hết mụn hết kem, em qua mua kem thôi, em đâu có đi cắt nữa. Mà em không nhớ luôn. Đến lúc mà em đi tìm là em tra tùm lum cái xà ba trên Đà Nẵng trơn á. Mà không ra chị. Nó không có hiện ra xà ba của chị mà em không nhớ ra chị luôn. Quên bén thế kìa. Nói chung quay hẳn luôn đó. Quay hẳn luôn á. Kiểu tự nhiên ngủ mơ mới ghê chứ. Mơ bắt đầu là đó. Xong mơ xong cái Em cha tự nhiên trùng hợp của chị đang tuyển học viên vậy á. Nhắn tin họ luôn đó, khoa luôn đó. Kể cho mấy đứa bạn thì còn vài những đường này. Đó, tao nói đâu hôm tao nằm mơ tao lấy máy bay đó. Không bàn giận gì đâu, mình chú ý. Biết rồi. Sao có lấy máy bay được không nè? À, nằm mơ lái máy bay vô thời tiết khó nữa chứ. Thời tiết kìa. À, đâu có liên quan gì nữa đâu. À, ừ. Ây à. Con hậu ngọn cứu ta. Mũi nào đó mà. Nhìn nhát nặng luôn. Đau em. Đau rồi. Thấy gồng gồng là thấy đau rồi đó.